Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Đông Sơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì ngay bây giờ em đang đứng trên trục đường Kha Vạn Cân của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Kha Vạn Cân này là một trong những đường huyết mạch của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là đường số 13. Thì căn nhà của chúng ta ngày hôm nay tọa lạc tại đường số 13, phường Linh Triệu, thành phố Thủ Đức. Thì nếu anh chị xem video ngày hôm nay thấy hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Nhà đất Đông Sơn. Ngay bây giờ thì em sẽ quay chi tiết bên ngoài đường trước nhà. Thì rộng khoảng 3 mét, các xe ba gác có thể vào trong nhà thoải mái. Căn nhà của chúng ta ngày hôm nay có diện tích đất là 37m2 và tổng diện tích sàn xây dựng là 73,2m2. Và bề ngang của căn nhà phía trước là 2,9m và nợ hậu 3,1m với chiều dài là 13m. Ngay bây giờ thì em sẽ di chuyển vào trong cái phòng khách của căn nhà. Thì anh chị có thể thấy là cái phòng khách của căn nhà thì rất đẹp và được bố trí rất là hài hòa với phòng khách ở phía trước, và có một cái cầu thang di chuyển lên trên nhà, lên tầng trên, tầng 1. Và trần của căn nhà thì được làm thạch cao và có đèn LED rất là đẹp. Khi về thì anh chị có thể để một bộ sofa và treo tivi lên tường. Anh chị có thể thấy cửa của nhà thì được làm hai lớp bảo vệ gồm cửa sắt và kính, và có một cái cửa sắt kéo ở phía ngoài để bảo vệ căn nhà và bảo vệ sự an toàn của gia chủ. Thì cầu thang được đặt ở giữa nhà đi lên với tay nắm là inox chống rỉ. Và đây là cái căn nhà bếp của căn nhà chúng ta ngày hôm nay. Thì anh chị có thể thấy bếp cũng với một diện tích đất khiêm tốn, nhưng chủ nhà đã bố trí căn phòng bếp thì rất là rộng, với bếp đặt ở góc nhà, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, và mặt bếp thì được làm bằng mặt đá, và xung quanh bếp thì đều được ốp gạch rất là sạch sẽ và đẹp. Anh chị về có thể đặt một bộ bàn ăn ở phía dưới bếp này, thì căn phòng vẫn rất là rộng rãi và thoải mái. Và phía sau của cái bếp này thì có một cái nhà vệ sinh chung của toàn bộ căn nhà. Thì nhà vệ sinh này rất là rộng rãi để anh chị có thể cả gia đình tắm giặt cũng như vệ sinh trong cái nhà tắm này. Được bố trí một cái cửa gồm cửa nhôm, kính, và sàn thì cũng được lót sàn gạch và ốp gạch xung quanh tường thì rất là sáng và đẹp. Các thiết bị trong cái căn phòng này thì lắp đặt các thiết bị hiện đại cao cấp, và anh chị có thể yên tâm sử dụng các thiết bị trong cái căn nhà này. Thì em sẽ quay lại một lần nữa cái diện tích phòng bếp này, thì có diện tích khoảng 15m2 và thoải mái cho anh chị sinh hoạt và nấu nướng cũng như ăn cơm gia đình trong căn nhà này. Thì ngay bây giờ thì em sẽ di chuyển lên trên tầng 1 của căn nhà, nơi bố trí hai cái phòng ngủ của căn nhà. Thì cầu thang đi lên được làm tay nắm của cầu thang thì làm bằng inox chống rỉ, và các bậc của cái bậc cầu thang này thì làm được gắn mặt đá. Giữa hai cái phòng ngủ thì anh chị có thể thấy có một cái hành lang nhỏ ở giữa hai cái phòng ngủ. Đây là phòng ngủ phía sau của căn nhà. Thì phòng ngủ này được bố trí một cái cửa nhôm kính, và sàn thì cũng được lót gạch với màu xanh kết hợp màu trắng thì rất là sáng và đẹp. Mỗi căn phòng ngủ của căn nhà này có diện tích khoảng 15m2 và được ốp trần rất là đẹp, và gắn các cái đèn tại các góc nhà tạo cho căn phòng rất là sáng. Anh chị có thể thấy căn phòng này lúc về thì anh chị có thể bố trí một cái giường và tủ quần áo ở trong cái căn phòng này, tuy nhiên vẫn thoải mái cho anh chị sinh hoạt trong căn phòng này rộng rãi. Căn phòng này thì có một cái
lối thông ra cầu thang cũng như là thông qua cái căn phòng bên kia để tạo ra một cái sự thông thoáng của căn nhà. Thì bây giờ em sẽ di chuyển tiếp sang cái căn phòng số 2 của căn nhà này. Căn phòng này ở phía trước và có diện tích cũng khoảng 15 m². Tuy nhiên phía trước của cái căn phòng phía trước này thì có một cái ban công rất là đẹp. Giống như ở cái phòng số 1 thì phòng số 2 này cũng được ốp trần. Và bây giờ em sẽ di chuyển ra cái ban công ở bên ngoài của cái phần căn phòng phía trước. Ban công ở bên ngoài này thì có bề ngang khoảng 70 phân và chiều dài là gần 3 m. Và căn phòng này có một cái cửa sổ kết nối ra bên ngoài thì anh chị có thể đón ánh sáng cũng như là gió từ bên ngoài vào. Căn phòng nhìn từ trong ra thì rất là rộng và em sẽ quay từ trên đi xuống của cái cầu thang này. Thì cầu thang được bố trí ở giữa nhà rất là rộng rãi và thuận tiện cho mình di chuyển. Thì ngay bây giờ em sẽ di chuyển từ trong căn nhà đi ra ngoài trục đường Kha Vạn Cân để anh chị hình dung được cái từ căn nhà mình có thể di chuyển ra được các vị trí nào. Thì anh chị có thể thấy đường từ trong nhà đi ra là đường hẻm ba gác và rộng khoảng 3 m. Và từ ngoài đường Kha Vạn Cân đi vào thì anh chị có thể di chuyển bằng xe ba gác vào rất là thoải mái. Chỉ cách cái đường Kha Vạn Cân khoảng 500 m. Thì từ ngôi nhà anh chị có thể kết nối ra Học viện Tư pháp, Đại học Cảnh sát Nhân dân cũng như chợ Thủ Đức chỉ 5 phút và thuận tiện kết nối đến Vincom Thủ Đức cũng chỉ với 10 phút và thuận tiện di chuyển ra các trường như Đại học Ngân hàng và các trường xung quanh chỉ với 5 đến 10 phút. Căn nhà tuy có diện tích khiêm tốn nhưng là nằm tại một vị trí rất là trung tâm của thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngay kế bên chợ Thủ Đức và kết nối luôn với trục đường lớn Phạm Văn Đồng, thuận tiện di chuyển sang Gò Vấp cũng như là Bình Thạnh và kết nối ra đường xa lộ Hà Nội để anh chị có thể di chuyển vào trung tâm quận 1, quận 2 cũng như kết nối qua quận 9 thông qua đường Võ Văn Ngân. Thì anh chị có thể thấy từ nhà di chuyển ra đường Kha Vạn Cân cũ thì rất là gần, chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút. Đây là mình di chuyển ra ngay tại đường số 14. Lúc vào thì mình vào đường số 13 và đi ra là đi ra đường số 14. Anh chị có thể đi đường số 13 hoặc đường số 14 theo ý thích của mình. Trước đường số 14 ra với đường Kha Vạn Cân cũ thì có một cái quán cà phê Phúc Long. Anh chị thấy khu này thì kinh doanh buôn bán rất là sầm uất và anh chị có thể di chuyển đa hướng. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của kênh Nhà Đất Đông Sơn. Nếu anh chị có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy liên hệ với kênh Nhà Đất Đông Sơn theo số điện thoại 0931 998 636.